thì chữ Lê Ngọc bước qua cái video mà chúng ta muốn uh, nói đến uh, thư văn duyên của ai thư văn duyên uh, những cái chuyện này nó 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 xảy ra nó làm cho chúng ta có một cái uh, cảm nhận là Tại sao ở nước Mỹ nó lại có những cái chuyện như vậy nó xảy ra hồi xưa không bao giờ chúng ta nghe nào là uh, bạo loạn rồi nào là lên tiếng để mà uh, gọi là um, giết nhau hay là nấy nọ ừ. nhưng mà nó lại uh, xảy ra. Thì thưa với anh cái cái video uh, để chứng minh ông goso đã đòi là nào là giết Tổng thống Joe Biden và Osa thì Hạ Viện chỉ có khiển trách mà anh nói là bên phía Đảng Cộng hòa thì không lên tiếng, không làm gì. Ờ, cái điều này đã chứng tỏ cái nền chính trị của nước Mỹ hiện tại nó quái đảng thôi anh. Nếu mà cái nhóm Cộng hòa đó không lên tiếng và không làm gì, nó đã là tầm bậy rồi, nó đã là nguy hiểm rồi. Mà đằng này nó lại còn binh vực nữa, có nghĩa là nó còn thô bỉ gấp gấp đôi, gấp ba nữa. Trước khi mình nói cái cái um cái tay dân biểu nếu mà quý khán thính giả nhìn thấy Gosa ở trên TV nhìn thấy những cái lúc mà hắn đứng bước ra hắn phát biểu đó cái người của hắn co giật là mình biết cái thằng này đó là bình thường nó là một cái thằng nó 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 bị tâm thần một cái ngõ nào đó nhưng mà khi mà vào chính trị đó cái tâm thần của nó biến ra là một cái nguy hiểm cho nên nó là một Uh, nếu mà mà mình mình để ý đó thì thì trong cái cái mấy cái loại mà um, video mấy cái loại mà hoạt hình đó nó có một cái loại nó tên là anime thì cái anime này nó cái khởi nguồn của nó là từ từ bên nhật đó cái loại hoạt hình mà thí dụ như những người những cái vai trò trong đó khi mà nó chiến đấu nó nó lao tới rồi nó cầm dao nó làm đủ đủ cái bằng cái là sức mạnh và violence đó anime là như vậy đó là là phim hoặc là là một cái loại uh, hoạt hình video thì Pogoza đó đã sự đã Dĩ nhiên là chắc là lấy cái um, lấy cái anime mà gọi là bản gốc đó rồi mới sửa lại sửa lại mới cái dáng cái mặt của Pogoza thì lao tới lao tới phía sau của cái bà dân biểu uh, Ocasio -Cortez, bà EoC đó là lấy cái dao đó là rạch cái cổ của bà ở phía sau và bà ấy gục chết đó là một cái rồi xong cái cái tên Pogoza đó, đó cái tay là dân biểu ở Arizona đó lại tiếp tục cầm hai cái lưỡi dao mà lao tới để mà tấn công ông tổng thống Biden tuổi nó không có lý luận nữa nữa rồi nữa rồi nó bây giờ nó có là lý luận thì không lại cai trị đất đó là quản trị đất nước thì không bằng người ta chỉ có một cách là làm những cái cái trò mà bạo loạn, nó, tụi nó rất là giống nhau. Bây giờ nó chỉ có những cái câu như là Let's go, Brandon mà anh duyên giờ vẫn vẫn dịch ra là Go for yourself đó. Nó chỉ có một câu đó thôi nó và nó cũng chỉ làm những cái 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 trò nguy hiểm như vậy thôi. Thực sự tụi nó không có một cái giá trị thật nhưng mà nó đang nó đang gieo vào mọi người một cái một cái vấn đề là vô cùng nguy hiểm là ở chỗ là it's okay ngay bây giờ mình có quyền mình đưa lên một cái một cái anime viết một bài báo hay cái gì đó mà mình kêu gọi mình giết người ta đối với cái đám cộng hòa đó đó bây giờ cái đó nó hoàn toàn trở thành một cái chuẩn mực mới và nó hoàn toàn ok cho nên ngày hôm qua thì pogoza bên bên hạ viện đó người ta đã làm một cái nghị quyết để mà người ta censor him thì censor là làm một cái hình thức tương đối là nhẹ nhất ở trong cái uh, trong trong của hạ viện đó có nghĩa là khiển trách bên cạnh cái khiển trách đó thì ngoài cái chuyện mà bị 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 censor đó nó là một cái giống như mình gọi là ra công chúng mà mà bị khiển trách đó thì nó có quê một chút thôi nhưng mà những cái chức vụ như là Pogoza bây giờ đó đang phục vụ ở trên cái tiểu bang Oversight có nghĩa là tiểu bang giám sát đó với lại cái uh, tiểu bang về môi trường hay gì đó đại khái như thế thì tất cả những cái những cái sự gọi là mình serve mình phục vụ trong những cái tiểu bang đó bây giờ bị tước đi có nghĩa là cái tầm quan trọng của mình ở trên Hạ viện đó không còn nữa. Nó cũng tương tự như là Marjorie Green đó là tất cả những cái hồi xưa là Marjorie Green vô cũng giữ dằn lắm cũng phục vụ tiểu bang này, tiểu bang nọ, bà Nancy Pelosi bà tước hết luôn. Bây giờ chỉ là một dân dân biểu bình thường thôi. Muốn 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 làm bậy thì tôi phạt tiền, muốn muốn làm gì thì làm không kia nhưng mà cái quyền hạn của họ bị giới hạn lại thì Paul Gozan này cũng vậy. Cái chuyện mà Pogoza bị khiển trách, bị censor là một cái điều nó hoàn toàn bình thường theo thủ tục của quốc hội. Nhưng mà cái 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 chuyện mà đám Cộng Hòa nó đứng lên, tại vì trước khi bỏ phiếu thì cái số phiếu ngày hôm qua là 223 chống lại 207. Thì trong 223 đó chỉ có hai người Cộng Hòa là bà Liz Cheney và ông Adam uh, Kissinger thôi. Chỉ có hai người là chống bạo lực và đứng cùng phía với dân chủ, với dân chủ thôi. Còn lại 207 con người. Mà tôi ngạc nhiên là trong 207 con người này có những con người mà đã họ nói rằng là họ sẽ không có ra tranh cử lại. Họ từng lên tiếng họ chống Trump, họ từng lên tiếng là, là, là họ chơi họ từng họ từng bỏ phiếu để ủng hộ ông Biden về cái gói uh, cái 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 gói mà cấu trúc hạ tầng Vậy mà trong 207 người đó của họ cũng tiếp tục đứng với nhau để mà binh vực Pogoza có nghĩa là bây giờ trong nó có một cái mảng đó cái mảng của Quốc hội Mỹ mà họ nói rằng là bạo lực là ok. Bây giờ tôi tất cả những người mà đang lắng nghe tôi và những người mà không ưa tôi cũng vậy nên phải chấp nhận một cái sự kiện này bây giờ mình đi vào một cái hãng xưởng của mình mình làm việc mình là một người kỹ sư mình là một người technician chẳng hạn hay là mình đi phục vụ ở bất kỳ một cái hãng nào mà có một cái người đồng viện với mình, người đồng nghiệp với mình đó, người mà là cùng làm việc với mình á mà chỉ cần nói một câu là tao lấy dao tao đâm mày hay là là nghĩa là không có cần phải mà lên cái video như vậy mà mình báo cáo cái câu đó lên cho bên phía bình bình nghĩa là supervisor của mình đó là cái người kia bị problem nếu mà bây giờ người ta sống chung nhà với nhau anh em hay là ngay cả vợ chồng mà dọa với nhau là tôi đi lấy dao tôi giết ông hay là tôi lấy dao tôi giết bà đó mình gọi cảnh sát là cảnh sát gọi là bắt giữ cái người kia liền và có thể vì cái lời đe dọa đó mà người ta bị cách ly thế mà bây giờ một tay dân biểu mình là cái người làm luật mà mình làm một cái video như vậy mà cả một cái bài cả một cái bài nó nó lên nó nó binh vực mình hãy nghe những cái cái câu binh vực nè chẳng hạn như là uh, cái cái đa số của 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 cái đám bưng bực nó nó nói một cái câu rất là là buồn cười tụi tôi đâu có bao che bạo lực chúng tôi không có khinh đơn cái chuyện violence chúng tôi không có bao che bạo lực nhưng mà dân chủ bây giờ nó 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 censor Paul Goza đó là nó làm quá đáng nó đi quá xa nó chỉ có một cái video thôi mà nó làm dữ Quý khán thính giả thấy ngộ không? như tôi đã nói đó mình đi làm ở trong hãng xưởng chỉ cần mà đe dọa mà đó là đánh nhau mà chỉ cần đe dọa thôi là bị kỷ luật liền là bị đuổi liền và có thể là cảnh sát tới cổng mình liền nữa mà trong khi đó đó thì làm một cái video vậy mà tụi nó nói có chuyện gì đâu mà làm lớn chuyện cái tuổi dân chủ này tụi nó tụi tụi nó gọi là nó đem chính trị vào trong trong hạ viện thưa quý khán thính giả chính cái hạ viện đó là cái nơi mà sẽ nhìn là những cái sinh hoạt chính trị xảy ra đó. Yes, bộ tư pháp không nên có chính trị, nhà thờ không nên đưa chính trị, chùa không nên chính trị, sư với cha đừng có đừng có đừng có giảng cái kiểu mà mà mà, mà chính trị ở trong đó. Đúng. Hạ viện là chính trị, mà thế mà họ nói rằng là tụi dân chủ đó khi mà trừng phạt một cái đồng viện của tôi đồng viện của tôi đâu có làm gì đâu chỉ đòi lấy dao giết người ta khác với lại nó đòi lấy dao đâm ông tổng thống thôi vậy mà nó tụi nó, nó dám xem vậy, mà tôi nó, nó nó dám khiển trách quý khán thính giả buồn cười không Jim Jordan Jim Jordan là cái thằng mà tôi nói là một cái thằng du côn nó lớn lên đó là nó nó không có học hành mẹ gì hết đó nó chỉ đi học gọi là gọi là wrestling có có nghĩa là đô vật nó là cái thằng cốt đô vật ở một trường đại học mà nó biết là có những cái chuyện mà những lực sĩ của nó đó đã bị người ta đã đã, 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 đã bị gọi là đồng đồng nghĩa là bị um, sách nhiễu về tình dục nó biết rõ cái chuyện đó mà nó lờ đi một cái thằng như thế đó mà nó nói rằng là sensor sensor một đồng viện chỉ vì một cái cartoon thôi you are kidding me cái là bộ giỡn với tôi hả dạ thưa cái thằng Jim Jordan mất dạy này cái 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 video này không phải là một cái cartoon nó là một cái sách động bạo lực cho nên trên cái tờ báo uh, tờ báo của Arizona đó thưa thưa quý thính giả tờ báo này là ở Arizona mà viết về Pogoza là dân biểu của Arizona mà khi mà kể lại cái chuyện của Jim Jordan đó, thì cái người viết đó nói rằng là đó it is now bây giờ kể như là 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 hãy mà làm một cái hành động bạo lực nào đe dọa làm một cái video nào đó bây giờ nó trở thành là acceptable nó trở thành acceptable quý thính giả thấy không những cái gì mà chúng ta thấy thì những cái những người khác cũng thấy y hệt như vậy cho nên sở dĩ mà tôi nói là chia sẻ những cái những cái điên điên khùng khùng của nguyên cả một cái lũ nó cuồng như vậy đó mà sở dĩ tôi nói là mình chia sẻ mà mình không bực mình là bởi vì mình có một cái determination mình có một cái quyết tâm là càng ngày cái lũ điên nó không có nhiều tôi nói cái lũ đó không phải là đa số nó nhiều nhưng nó 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 nó, nó gì nó, 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 ồn ào nó không phải là hàng chục ngàn hàng trăm ngàn người yes nó có vài đứa như là Paul Goza, như là Matt Guess, như là Marjorie Green, tụi nó chỉ rồi um, Lauren Bober chỉ có vài đứa nó điên điên nó bệnh bệnh nó khùng khùng như vậy thôi. Mình lên tiếng, mình mình thứ nhất là mình nghe cái tin như vậy mình biết cái cái khẳng định của mình là cái gì và mình biết rằng không có cái gì phải bực mình nữa hết á cũng giống như là mỗi một lần mà mình nghe những cái con nghĩa là những cái, cái thứ tép riêu cái kiểu mà đức hạ bộ với lại giật giật uyên thiên gì đó mình lên tiếng là tụi nó tắt đài thực sự nếu mà nếu mà quý khán thính giả trong gia đình những người trong gia đình của mình để ý đó là tiếng nói của NVR đó đã làm dẹp nhiều cái thứ rất là bực mình ở trong cái cộng đồng mình bây giờ mình không có còn nghe đi đâu cũng vỗ ngực đó là tôi là tiến sĩ nữa ông tiến sĩ thiệt thì yes ông sẽ nói tôi là tiến sĩ mình ok tiến sĩ ma nè hoa hậu nè bây giờ mà những cái người mà hoa hậu tôi nói là tiến sĩ ma mà hoa hậu quỷ đó mình đi ra mình bớt nghe người ta nói hoa hậu rồi tại vì mỗi một lần mà nói một cái chữ hoa hậu là ở những cái người đàng hoàng ta nói rồi lại là hoa hậu dởm lại là hoa hậu quỷ tiến sĩ là tiến sĩ ma thuốc cường dương phải không thuốc thuốc này là thuốc cương dường à, thuốc dưỡng da phải không? dưỡng da mà tại sao cái mặt giống như mặt quỷ giống như cái thằng chúa ngục vậy thì vậy thì thuốc này để cho nên cho nó xài để nó dưỡng già chứ không có dưỡng da tất cả những cái gì mà NVR nói nó là một nụ cười nhưng mà cái nụ cười đó nó trị được bệnh mình nghe những bây giờ hang lương cũng còn hình như thỉnh thoảng cũng cũng có hé hé như vậy đó không thấy mấy con lương chạy ra chạy vô nữa chỉ cái cái hang lương nó cứ há hốc há hốc chỉ như vậy thôi những cái đứa mà gọi là còn bây giờ đó như là cái cái thằng già mà nó tôi tôi gọi là cái thằng già trụng kinh đó bây giờ nó trở thành một cái thằng mà thất bại rồi nó thằng trở thành một cái thằng tồi bại rồi chứ không phải là cái tên của nó ở trên trên nó nó xài trên Facebook nó cũng sử dụng cái tên gì đó mà tôi cũng quên rồi mà nó nó nó, nó âm vang cái chữ bại đó, Nguyễn Nguyễn tồi bại hay là hay là Nguyễn thất bại mẹ gì đó. Những cái lũ mà ồn ào đó từ từ nội tụi nó mà nó lên tiếng với nhau đó, tụi nó cũng nhớ lại những cái điều là, trong lúc mà mình bài đặt mình lên tiếng, mình ca ngợi lẫn nhau nè, mình biết là hàng ngàn người ở ngoài đó trong cái cộng đồng Việt Nam của mình người ta nghĩ cái gì về mình họ biết chứ không phải là họ không biết những cái, bây, bây giờ những cái chữ như là thuốc uh, cương dường nè rồi thuốc, thuốc dưỡng già nè rồi uh, cái mặt giống như là kép nhật nè, nó đông một đống ướt nhẹp đó, tất cả những cái cái tiếng đó nó, nó đầy dãy ra ngoài những cái đứa như thế mà nó còn tiếp tục nó ra đường mà nó nó tuyên truyền những cái 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 lối mà violence với bạo động như vậy đó tụi nó tự tụi nó sẽ quê lấy cũng giống như mà cầm cái súng đứng trước nhà ra cái mặt kênh kênh đưa cái 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 mặt khỉ đột ra tưởng đâu là ngon lành mà tới chừng chúng ta nói với nhau chúng ta nói rằng chúng ta cười khẩy vào một cái lũ mà gọi là rắn mối mà thủ ak, đó. thằng lằng mà đeo súng cối mà rắn mối mà thủ ak đó, khi chúng ta nói lên những cái những cái nụ cười như thế đó, nụ cười của chúng ta nó dập banh những cái chuyện mà gọi là Giỏm của tụi nó. quý quý khán thính giả nhớ điều đó và cái khẳng định của mình là mỗi một lần mình thấy như vậy chúng ta phải cười và tiếng cười của chúng ta phải lớn lên phải dí đầu cái đám lưu manh thô bỉ đó để tụi nó không có chỗ để mà ngóc đầu dậy